Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây là một chiếc iPhone 13 Pro Max và một chiếc đồng hồ Apple Watch Series 5. Thì như các bạn đã thấy, hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể kết nối được hai thiết bị này với nhau. Đó. Sau ngay lập tức khi các bạn để chiếc đồng hồ này tại gần nhau cần cái chiếc iPhone thì nó hiển thị một cái màn hình kết nối như thế này. Nó sẽ hỏi các bạn là có muốn kết nối hay không. Thì ở đây rất là đơn giản thôi. Các bạn đầu tiên cần phải thực hiện cho mình một số cái thao tác như sau trước khi kết nối. Thứ nhất là các bạn nên cắm sạc như thế này. Đó, trong quá trình sử dụng nó sẽ không bị hết pin hay là yếu pin quá không cho kết nối. Thứ hai là các bạn cần phải cập nhật lên iPhone lên hệ điều hành iOS mới nhất. Trên Apple Watch cũng cập nhật lên hệ điều hành watchOS mới nhất cho mình. Đó, như vậy thì tránh cái trường hợp là nó sẽ không tương thích hay xung đột. Đó. Tất cả đều phải là hệ điều hành iOS mới nhất nhá. Rồi, tiếp đến thì trên điện thoại các bạn sẽ bật cho mình ứng dụng đó là bật cho mình Bluetooth và Wi-Fi lên như thế. Như vậy kết nối sẽ nhanh hơn, tiện hơn rất là nhiều. Rồi, việc đầu tiên các bạn chỉ cần là đặt hai thiết bị cạnh nhau là sẽ hiển thị ra để hỏi như thế này hay không. Đấy, rất là Apple cũng rất là hay như thế, chỉ cần đặt thiết bị gần nhau nó sẽ hỏi là các bạn muốn kết nối hay không, rất là tiện nhá. Còn đối với những trường hợp mà bạn nào đặt hai thiết bị cạnh nhau mà nó vẫn không hỏi kết nối thì các bạn sẽ tắt đi cho mình. Đó, và các bạn thực hiện thao tác như sau. Ở trên đồng hồ này, ở trên điện thoại các bạn sẽ tìm cho mình cái ứng dụng Watch. Đây, Watch nhá. Đó, Watch đây, các bạn mở Watch lên. Đấy, mở Watch lên như thế này là ok. Sau đó các bạn sẽ bấm kích là bắt đầu kết nối, Start Pairing này, bắt đầu kết nối. Đó, nó sẽ hỏi là các bạn dành cho cá nhân hay dành cho thành viên trong gia đình, thì các bạn sẽ chọn là Setup cho cá nhân. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng đồng hồ như thế này, bảng hình chiếu như thế này. Và trên đồng hồ nó sẽ chuyển sang cái hình tròn. Đấy, thì các bạn sẽ lấy cái camera của thiết bị này, các bạn soi lên. Đây, soi lên như vậy. Đó, ok. Như vậy là đã được. Ở đây trường hợp ví dụ như mình là chưa update phần mềm, nó sẽ báo ngay là cập nhật phần mềm. Đấy, trên Apple Watch thì các bạn cần phải update nào như thế này. Đấy, thì sau đó bắt đầu có thể kết nối được nhá. Các bạn cần phải cập nhật lên như vậy cho mình. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ bắt đầu setup. Đây. Đây, ở đây nó sẽ hỏi chúng ta là sẽ đeo cái núm này bên tay trái hay tay phải. Thì thường chúng ta sẽ đeo đồng hồ bên tay trái, chúng ta sẽ gọi là bên trái nhá. Tiếp tục. Rồi các bạn đợi một chút để nó định vị trí cái đồng hồ. Đó, chờ một chút để nó kết nối nhá. Rồi, sau đây chúng nó sẽ hỏi là chúng ta có đồng ý với điều khoản sử dụng không. Thì tôi bấm đồng ý. Đấy, các bạn đợi một chút để nó đăng nhập vào cái tài khoản iCloud cũng như tài khoản Apple ID ở trên đồng hồ điện thoại sang đồng hồ. Đợi một chút. Đó, nó sẽ hỏi tiếp tục là chúng ta có muốn đăng nhập vào cái tìm đồng hồ không. Đấy, Find My Watch như là Find My iPhone này, giống kiểu thế. Thì mình sẽ đồng ý lên để tìm đồng hồ cho dễ. Ok. Đó. Mục tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mục là lựa chọn có muốn thêm mật khẩu trên đồng hồ không, thì mình sẽ đồng ý là chọn một cái mật khẩu. Đó. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn một cái mật khẩu và chúng ta sẽ nhập mật khẩu ở trên đồng hồ này. Đấy. Rồi, nhập lại lần thứ hai. Đó, sau khi nhập mật khẩu xong như vậy là được. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ chọn là cỡ chữ đậm hay nhỏ. Thì ở đây mình sẽ chọn cỡ chữ nhỏ nhất cho nó nhiều được diện tích. Và bấm tiếp tục. Rồi, chọn trợ năng hay không, tiếp tục. Rồi. Tiếp đến ở đây thì nó sẽ hỏi là chúng ta có share những cái thông tin cài đặt này với cả Apple thứ hay không, thì cứ ok hết. Tất cả những cái này cũng sẽ ok hết. Ví dụ như là đây là cài đặt những cái thông tin như dành cho người dùng, chiều cao, cân nặng, các thứ này mình sẽ chỉnh sau trong cài đặt cũng được. Và chúng ta bấm tiếp tục. Rồi, có tìm định vị vị trí không, enable lên, đồng ý hết. Tất cả các bạn sẽ đồng ý và continue, cứ tiếp tục như vậy là được. Rồi, continue hết cho mình, continue. Đấy, cứ tiếp tục. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là Always on Display. Đây, dành cho những cái dòng series 5 trở lên thì nó sẽ có một cái tính năng là màn hình luôn sáng. Đó, nó giống như những cái thiết bị như kiểu bây giờ hiện tại đang có iPhone 14 Pro Max là nó sẽ màn hình luôn sáng như vậy. Thì chúng ta sẽ được hỗ trợ và bấm tiếp tục. Rồi, App View thì ở đây nó sẽ cho chúng ta hai lựa chọn. Một là dạng lưới, hai là dạng danh sách như thế này. Thì chúng ta sẽ chọn là dạng lưới nhé. Vâng, tiếp tục. Rồi, tiếp tục là đây sẽ là đến cái bước cuối cùng là bước đồng bộ toàn bộ dữ liệu tài khoản cũng như thông tin từ chiếc Apple Watch này, từ chiếc iPhone này sang chiếc Apple Watch. Đấy. Thì các bạn sẽ chờ một chút trong cái quá trình đồng bộ này xong, khi nào nó chạy xong cái thành hình vòng tròn như thế này được. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số những cái hướng dẫn sử dụng trong cái thời gian mà chúng ta chờ đợi. Các bạn có thể bấm vào cái mục đây, tìm kiếm, tìm hiểu thêm. Và ở đây nó sẽ hiển thị một số những cái hướng dẫn sử dụng cũng như là những cái giới thiệu về watchOS mới hay là những cái tính năng ở trên cái đồng hồ này. Thì các bạn có thể dành thời gian để tham khảo và đọc ở trên những cái thông tin này. Đấy, trong cái quá trình mà chúng ta chờ đợi cái quá trình đồng bộ này kết thúc. Đấy, thì các bạn sẽ chờ một chút nhé.
là quá trình đồng bộ đã xong, thì bạn thể nhìn thấy nó sẽ là chào mừng đến với Apple Watch, thì chúng ta sẽ bắt đầu bấm vào đây. Ok, đó, để bắt đầu quá trình sử dụng cài đặt. Thì ở đây trong playlist mình cũng đã hướng dẫn các bạn một số những cái cài đặt về cái Apple Watch này rồi, từ màn hình rồi những thông tin của gọi ra sao, các bạn thì vào trong playlist mình tham khảo. Thì trên đây là cách hướng dẫn nhanh của mình về cách kết nối cài đặt và sử dụng trên chiếc Apple Watch Series 5 trên iPhone và Apple Watch. Cảm ơn các bạn đã quan tâm clip của mình. Chào các bạn.